Hiện nay là tôi đang đứng ở một cái view có thể nói là đẹp nhất trong ngày hôm nay. Tại vì cái thứ nhất là đây là khu vực Cát Cò Bà. Thế là bây giờ là mình có thể quan sát được cỡ độ đâu đó khoảng 365 độ Chờ tôi nấp vào đây cam view. tôi bay lên thử nhá. Đấy, cỡ độ đâu đó khoảng 365 độ view của khu du lịch Cát Bà. Đó. Đấy. Mặc dù thời tiết hơi có sương mù nhưng mà cảnh vẫn rất là đẹp. Đấy, võ công ngày hôm nay anh em tôi chuẩn bị phá. Đấy. Cũng là view 365 độ. Chứ không phải là view 360 độ bình thường. Đấy. Không biết là ông thầy nào ông dạy mình 365 độ đây. Ông Cường ơi. 365 độ bằng bao nhiêu độ ông ơi? 5 độ. Đấy. Hai ông mẹ cựu chắc thử radar đọc 365 độ 9 đi.